Nãy giờ mẹ chờ than hả mày? Út thích bánh này hả? Thích bánh, mai về ngoài này sao nướng? Dạ. À. Mai Út về lại nhà nướng thì Út. Nướng sẵn cho Út hả? Quá gì bệnh. Không có mì. Bớt nóng này, cá nhiều quá nóng. Dạ, lửa dữ quá. Công nhận ruộng ngoài đây vẫn còn ngập mẹ. Cá là đã nó quá trời luôn kìa. Hả? Đây cây sâu. Dạ. Cá đó có gì nhâm 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 mà. Chắc cá trắng. Chắc cá lồng tông. Cái vỏ dừa nè, trái sao cũng dữ. Nãy có anh chị khán giả ghé mua đồ chơi cho con, nói nay hỏi chị Xiến đâu không ở nhà. Nói, ủa sao biết chị Xiến? Nói trời ơi, mẹ em ở Tiền Giang á, là khán giả của kênh Nam Việt. Hỏi ở đây có quen biết không? Nói gần nhà chồng. Không có hai nhỏ buồn hả? Ở nhà thì rần rần hả? Đi thì vắng ve. Hôm nay con nói ra đây con mua lưới dần. Lâu lắm rồi chưa ra. Hình như mấy cái hả? Lưới mà dính chứ. Nãy mới ăn khô mực xong chứ không có lửa than thì nướng khô mực đã nè. Rồi hồi xưa chị em ngồi suốt ngày trong bếp vậy sao chịu nổi mà. Nhất là người nào mà ở nhà thờ ha. Rồi có khách tới suốt rồi nấu ăn rồi nấu nước. 4 giờ sáng dậy nấu nước ra hả? Không biết nhà ai cực nhất không? Nhà bên đồng cố của cô á. Làm sao vậy mà? Chụm toàn là bọc dừa không à, trời ơi, chụm đun vô tình này bị nhóc, bếp thì nó mới cháy. À, nó khó cháy hả? Ừ. Cực lắm, cực lắm, cực nhỏ. Dạ. Rồi đó một hai mẫu đất mình chích bà luôn. Dạ. Yeah. Đắp bờ, nhổ cỏ, rồi hả, gieo mạ ở trên đồng xuống rẫy cấy, dữ lắm. Mình thấy đập lúa nữa ta chị. Dạ. Hồi chợ. Thanh Hằng tới đêm nay bởi biết Thanh Hằng thiệt hay Thanh Hằng giả. Đập lúa cực lắm Sơn. Dạ. Ruộng mẫu mà cái hai cái ba bồ đập thì đi cấy. Rồi vậy mà sao đập nổi ha. Giác cái bồ đi cũng đủ chát rồi. Giác cái bồ lúa. Đất lì lúc, đất rẫy lì lúc. Đất đồng vậy là ai có chồng vậy, đất đồng vậy là có phước lắm. Dạ. Sướng lắm. Đỡ cực hả? Đỡ cực nhiều lắm. Dạ, là xưa ai là đất đồng là có giá hơn. Giá trị lắm. Cái thế vợ dễ hơn. Trời ơi mê. Nghe nói lấy chồng lúc về rẫy là sợ hả? Sợ. Rồi nó lúc thôi thay màu luôn. Xình rồi mà cỏ dữ lắm. Dạ. Đồng ít cỏ. Đắp bờ ban hăng cua. Ăn cho người ta cài đó. Nhưng mà đi ban hăng cua. Dạ. Đắp bờ mình có nước mặn. Ôi đất cơ cỏ gì mà sợ. Ruộng của ông ngoại chủ ông Út đó. Dạ. Gì lắm. Mà nhất như công trận nổi. Đâu có được ở không. Rồi đó mẹ mà đừng chết. Rồi cái gieo mạ trên đồng á, mướn đất trên đồng gieo mạ. Đồng là như vậy nè, nước không có. Đằng lấy lúa gì với cấy hả? Lấy mạ. Dạ. Rồi đông lúa cho chủ ruộng. Cũng như dạ đất mạ là nửa công á. Dạ. Đông 4 dạ, 5 dạ lúa nhị tùy theo. Đất dễ gieo thì 5 dạ, còn đất khó gieo thì 4 dạ, dây sạch đàng hoàng. Nó hồi xưa đất rẻ chứ cũng đâu làm gì ra tiền để mà mua được miếng đất dạ đất mạ mà trên đồng mày ha. Ừ. Mà sao đất ngộ quá, đất của ai để nấy đâu có bán luôn. Không bán ha. Bán sợ mang tiếng hả? Đúng rồi. Nói làm gì khổ mà bán để đất hả? Cho con chứ. À. Bà để lại cho mẹ để cho con. Dạ, chứ tự nhiên bán đất thì ăn giống như người ta nói khổ dữ lắm rồi phải không? Có bán. Giờ bán một răng nữa. Dạ. Còn lửa. Nhúm lửa, mỗi lần nhúm lửa, mỗi lần khó rồi ha. Dạ. Nóng mặt rồi. Phần phần luôn hả? Phần phần. Đó mặt trước tay. Hồi đó mỗi lần đám tiệc là ai ngồi trong bếp ra là giật mặt hết. Hai ba cái bếp bắt lượt gì chứ phải một cái đâu. Dạ.
Chứ là hồi xưa cũng dọn vô trong nhà chứ đâu có được ra sân bắt bếp thôi mà. Dọn vô trong nhà bếp nhỏ xíu. Đâu phải dụm một táo đồ dụm đâu. Ờ à, đúng rồi, cử kiên ha. Nên là đâu được đem ra ngoài đường, đem ra ngoài bờ hay là sau hè. Đặt cái nào đặt nó nghiêm. Này Hoàng Sơn cùng cả nhà mình nướng ít bánh tráng ha. Bữa nay không có khách, mẹ nướng để cho Út 13 mang về. Để Út ở xa mỗi lần về có ít quà quê thích. Một okay. Cho nó nặng hả? Cho coi phải hai không? Dành cho nhà cái quả. Dạ. Tới nay cuối ngày khách vô đông. Hồi chợ rần rần bây giờ không ai đi mà ha. Giờ họ ít đi quá. Hồi xưa là nghe hội chợ cái là cả nhà ngày nào cũng đi hội chợ. Tại vì một năm xuống với Hát Đình rồi đó. Dạ, một năm mới rồi, được đi hội chợ một lần mà. Tới ra viên là Hát Đình nè. Dạ. Đó, cười đi quá chụp nước. Không có chỗ gì kẹt. Nhà cho xuống. Ừ, cái bánh nó sao dày quá ha, con nghe mẹ thấy luôn. Tưởng hai cái. Một hay hai vậy? Một cái hai cái nặng quá vậy. Sợ hai cái nghe thấy ịt luôn à. Tưởng hai cái thì nó cứ ngắt. Thêm cái nữa cho chín. Một hay hai. Biết. Thấy nghi quá vậy. Hết luôn đi sơn đi. Một cái hả? Mà sao theo cảm giác nặng hơn. À, sẵn rồi nó hết luôn. Để nhà bánh để nhà hột nghiền. Sao vậy? Mất công ăn lên đường hả? Đó rồi Xuyến có mua bánh tráng nhiều ngoài không mà? Có. Mua 100. 100 bánh hả? Nhiều tiền không mà? 350. Ừ, cũng không nhiều ha. Ở ngoài không có quá. Vậy hả? Bánh này gồm cân. Với lại chỗ của Xuyến giống như hồi xưa dùng kinh tế mới đó mẹ. Nên không có ngành nghề truyền thống. Còn ở xứ mình ông bà ở đây cũng trên 100 năm thôi à. Nên là mấy cái ngành nghề như bánh tráng, bánh phồng, dịch chiếu vẫn còn ha. Dạ. À, còn hai cái nữa. Tiền lòi ra cái nữa đi. Cái cựng cái hả? À? Mệt rồi. Bánh tráng này xưa là chỉ có Tết cúng ông Táo mới được ăn phải không ạ? À? Chứ bình thường đâu ai làm hả mẹ? Dạ, Tết mới quét. Dạ. Bà nội trồng cái bờ đó. Bán quá chừng luôn, bà nói trời ơi. Trồng cái gì chơi, ta? Chuẩn bị. À. Chơi nữa bữa nào cũng sao bà nội kêu về đâu cái mì bán. Mà có khỏi đâu, người ta mua là đào à, còn người ta à. Mua thôi. Giá chứ đừng ai mua. Rồi quét sao mày biết cách quét không ạ? À? Biết. Là khoai mì về rồi mình hấp chín hả? Ngâm. Ngâm. Ngâm tới sáng rồi cái đem hấp sôi á. Hấp sôi. Hấp sôi cái gỡ sơ ra. Gỡ sơ ra cái bỏ vô cối. Dạ. Cái thắng ít đường. Chan vô quét 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 nó dẻo nó mềm. À là chín rồi thì cho nước đường vô. Ừ. Rồi lấy cối vậy quét giả giả nó rồi cái vô nước đường cho nó dẻo dẻo cái cán ra à. Cán ra mua chiếu mới về phơi. Chiếu nào để phơi bánh là để phơi bánh đâu có trải ngủ. Dạ. Chiếu thì đi mua tại thay dầu á. Dạ. Dầu. Với nhà bà cố của cô á. Mừng quá, còn cái cuối cùng. Mừng quá. Còn phải mì á, quét nhiều lắm. Tại vì bà cố không có bán. Dạ. Để nhà quét xài không. Cái thiệt là nhiều luôn, quét thiệt là nhiều luôn. Cho nhà bà Tư với nhà ông ngoại, bà ngoại á. Với lòng hồ Tây cũng làm nữa hả mẹ?
ở nhà trồng lắm à, còn ai không có mua bán hả? Dạ. Ai có cần thì đi mua, còn nhà dưới bà cố của cô thì trồng nhiều lắm mà không có bán, để quét xài à, để cho bên ngoại mấy trăm gì đó, đi về với cố ham lắm. Bà cố phơi xong cái bà cố như cái bánh không tròn nè, tỉa cho tròn lại. Tỉa tròn lại cái chất chịu là để cho biếu thôi. Mấy trăm luôn rồi, nhiều lắm. Dữ vậy hả? Mẹ nướng bánh tráng cho ngoại với Dục. À, chiều về cho mát. Nãy giờ đi kiếm mẹ mà không thấy mẹ đâu á. Con có nhìn người đây nè mà không thấy. Mẹ hỏi sao thật không lọt chủng nữa. Nói, ủa thứ bảy làm gì nó nói vậy? Rồi giờ mẹ nướng. Mẹ nướng cho hết luôn. Không, nướng để mai Út 13 qua. Không. Mai Út 13 qua. Dạ. Trời ơi, mẹ nướng như đây lâu lắm à. Ừ, nướng quá trời lửa. Ừ, nướng như đây là nóng phật lắm luôn á. Nãy giờ cái chuyện. Sao mẹ không nướng gì vừa thôi, mẹ nướng nhiều quá, cực quá. Mẹ nướng hết luôn. Nãy ai làm trai Út là khó cưới vợ. Tại nhà thờ là suốt ngày chụm lửa vậy đó. Mệt lắm. Nhà ai cực nhất thôi. Ruộng. Ruộng càng nhiều thì càng khổ, đập lúa mừng cỏ. Làm mẹ hồi xưa phải không? Ừ. Giờ là ruộng càng nhiều càng ngon. Bán lẻ. Hai cái này thì đâu có bánh mà muốn nữa sắp về. Ngon quá mẹ. Giờ cái đó để cho nghỉ hưu rồi đó. Hai cái đồ nướng bánh tráng đó. Năm tới mới có. Năm tới nướng tiếp. Rồi bây giờ là hết bánh rồi mẹ. Ờ cá quá trời chị. Trời ơi, nó đầm lưới. Hôm nay đầm mưa lưới văng mà mẹ cản. Chị thấy nó quẩn hết trơn rồi. Đi văng đi bắt ăn khỏi đi chợ. Ờ. Khỏi tốn tiền. Mẹ nói nãy giờ Sơn Hùng Sơn Hà không có nhà buồn quá trời, hơi ra nướng bánh tráng cho đỡ buồn. Ờ cái bông xứ đẹp quá Sơn. Dạ. Ở đây không cần tưới đâu hả mẹ? Mẹ có tưới không? Xứ là khỏi cần tưới phải không? Dạ. À, cái này nó con chua, mình hái bỏ vô nó thơm lắm. Con tần nè. Củi hành nữa kìa. Em nói nhà cô Sáu phía sau này vui nè chị. Ở phía sau mát mẻ quá chừng nè. Ở nhà cô Sáu hả? Ừ. Vô có đi kiếm mẹ nãy giờ hả? Con có nhìn qua bên đây nè mà con không thấy. Sao khóc? Rồi cái đi vô phòng. Mẹ ơi, vô khóc. Phòng kiếm mà không thấy ai hết. Rồi cái chị Hương mới nói ủa thúc đẩy làm gì bên kia vậy? Mấy bên này huyết áp mẹ hay cao nên là chị sợ chị đi kiếm. Đi vô phòng kiếm mà không thấy. Bữa nay qua ăn cơm ké chị Thiên Ca nữa ha. Nấu canh chua rồi cho đi về ăn cơm. Bữa nay nhà không có đầu bếp. Mẹ thì hôm nay ăn bên chị Sơn Ca, mình qua ăn ké. Bông của mẹ héo hết rồi chị. Ổn ha. Mấy bông cúc nè. Chỉ còn chỉ còn mấy cái bông này vừa gọi là nó trổ quanh năm. Vừa cạn hả? Bông này vừa cạn, nó trổ quanh năm luôn. Đẹp quá ha. Dạ đẹp quá, màu trắng cũng đẹp mà màu đó cũng đẹp hết. Màu đỏ màu hồng này đẹp nè. Bông này cũng trổ ngoài luôn nữa nè. Đây là sống đời hả? Ồ, phải. Bông này gọi là bông nở ngày. Nở ngày. Có người gọi là gì nữa chị quên rồi. Kêu bông gì? Bông bên đây nè. Nó không lên hả? Có lên mà mẹ không thực tưới nữa. Ủa, cái non mẹ ăn ngon lắm nè. Vừa ăn rồi đó Sơn Ca. Ừ. Non không? Hả, chấm mắm kho đi. Nấu cá rừng nhân được. Đắng không mẹ? Không. Trời nắng thưởng hay đắng? Nó bị đắng. Không. Nó còn non. Dạ. Yeah. Này gãy không ạ? Nó sợ Út mang về gãy. Nó giòn mà nó gãy. Gãy còn nằm đâu. Này người ta nướng sẵn thì người ta lấy 2.000 cái thôi mà. Ăn lời. Mua 3.500, nướng sẵn là 5.000, tức là công 1.500 một cái. Này mẹ là 10 cái cho chị Út 13. 10 cái. 20 cái là mẹ được nhiêu tiền ta? Một cái là được 1.500, 10 cái là được 15.000. 5.000 cái.
30.000, tức là mẹ nướng hết này là công là được 30.000 tiền nướng. Dạ. Cũng ngon vậy. Phải có nướng suốt ngày cũng được hả? Nướng chai trái nữa. Đâu mấy cái thì 8 cái rồi. Dạ. Vậy là đâu được 30.000 nữa, 18 cái. Dạ. Canh chua cá ngát hả chị? Ừ, canh chua cá ngát. Còn này? Cái này là xiêm nướng. Xiêm nướng hả? Trời ơi. Này ăn ngon ha. Bữa nay cả nhà mình qua nhà chị Sơn Ca ăn cơm ha. Bữa nay nhà không nấu cơm. Hả? Làm gì hả ăn? Vệ sinh cá hả? Rồi mấy nhỏ ăn chưa? Anh đi giờ ăn giờ chạy hả? Để biết con lâu rồi con không ăn bên cơm nhà chị không? Lúc cái nhà bên kia rồi, dọn qua đây hả? Là mấy năm rồi ta, nhà cách đây cũng 5 năm hay. Không có chạy qua chế hả? Dạ. Tại kế bên mà nhà. Như có cách thì chạy rồi. Cái tháng từ nó 5 năm mau lắm. Dạ. Mình mất không? Là mắc hay rẻ mà. Đó tụi nhỏ ăn riêng hả? Nó ăn, ăn rồi chứ. Rồi cá bữa ha. Ừ. Sáng nay chưa có ăn sinh cây được, nó mua được hết rồi nha. Con hỏi nhiều lắm, nhà mình cũng có, nhà chị cũng có. Nhà mình nói có ngoại quan, ba quan. Bữa sinh ca nó được tính của mình nó cũng khô mà ăn. Nó đổ nước vô, rồi cơm cho nở mà. Thôi mai, mai nữa là. Nó bị khô quá. Mai bán được không vậy? Bán cũng được thôi. Hôm nay đó là ngoại năm không? Bằng yếu hàng nè. Ừ. Ở đâu vậy không? Không bằng. Hôm nay bà đóng bông cũng mà không bằng lắm. Dạ. Đã bệnh có ai ý bằng không? Ừ. Ít mà. Ít mà. Ý ít. Chắc họ nhắm cái gì? Họ không có nhiều mà. Họ lấy ít rồi. Chăm sóc cây cá ha. Còn cái tên Hà, trắng nhà, xíu trắng nhà ha. Không ai nấu cơm, rồi là hỗn việc làm cái rảnh gì nấm bánh chơi. Xin đại qua chị Sơn Ca ăn cơm cá. Chia sẻ cả nhà mình dành rảnh cho vui ha. Và Tết thời gian nhẹ. Rồi hẹn gặp lại cả nhà mình ở video sau nha. Một hai hôm nữa mấy nhỏ về sẽ đông vui hơn. Rồi tạm biệt cả nhà. Rồi bữa sau mình cùng má Năm đi rước Sơn Hà nha.